Tại thành phố Hồ Chí Minh, tranh thủ trước khi bảng giá đất điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10, nhiều người đi nộp hồ sơ liên quan đến đất đai để hưởng mức thuế phí thấp. Trước đó, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý dứt điểm hơn 8.800 hồ sơ tồn động do phải chờ hướng dẫn cách tính mới khi Luật Đất đai 2024 và Nghị định 103 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Hiện cơ quan thuế cho biết, số hồ sơ đất đai mới phát sinh tăng khá nhanh trước thời điểm bảng giá đất mới được áp dụng từ ngày 31 tháng 10. Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ áp dụng các quy định chuyển tiếp giúp đảm bảo quyền lợi của người dân. Theo đó, các trường hợp nộp hồ sơ liên quan đất đai trước thời điểm bảng giá đất điều chỉnh vẫn được tính thuế phí theo bảng giá cũ của quyết định 02.